Đồ gỗ Bùi Tuấn xin chào các bác nhé Hôm nay thứ năm, Ngày 13 tháng 7 Năm 2023 Và trong clip này Thì đơn vị bên em bàn giao một lô sản phẩm đẹp Cho chú Trường Chú có địa chỉ là ở Yên Phương Yên Lạc Tỉnh Vĩnh Phúc Và tất cả những sản phẩm chú trưng bày Ở trong clip ngày hôm nay Là đơn vị bên em bàn giao tất cả cho chú đấy ạ Và sản phẩm nó gồm là một bộ ghế móc và một chiếc sập vén tứ diện. Kèm với đó là một chiếc tủ chè cùng một bộ tứ quý treo trên tường kia ạ. Tất cả đều là 100% là gỗ gụ ta Quảng Bình cũ. Hàng siêu đẹp các bác nhé Đấy và cô chú cả hai vợ chồng đã về trực tiếp đơn vị bên em để xem. Thì sau khi mà xem xong thì cơ sở em đã cho thợ lắp đặt và quay lại một đoạn clip ngắn để chia sẻ gửi tới các bác. Đấy, trời nó hơi tối rồi các bác ạ. Và nhân đây thì cơ, cơ sở cũng xin được kính chúc gia đình à, chú trường luôn à, mạnh khỏe, may mắn và gặp thật nhiều thành công trong cuộc sống. Và các bác nào mà có nhu cầu nhé, muốn sở hữu những cái món đồ gỗ tương tự, lối cổ như này thì có thể liên hệ trực tiếp cho đơn vị bên em để à, kê và mua, sắm những cái món đồ nó ưng ý và phù hợp nhé. Và rất cảm ơn à, các bác và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những clip sau.